Bò hả? Bò bò qua cái đấy hả? Ở dưới này tao gạo lên 6-3 em thấy sao, có nói chuyện gì? Em thấy không phải bò đâu, trườn luôn rồi. Trườn luôn rồi, rồi còn em, của em thấy sao? Bò, nói lết rồi, còn chị nói sao? Món này là gì? Không biết luôn. Em thấy sao? Nhảy. Nhảy luôn, em. Nhảy luôn. Em không biết. Em sao lên? Bởi vì phải cao mới được. Cái này cao thì em nhảy được đó. À nhảy hả? Còn chị lên? Lên món gì? Lên bò quá. Bò luôn. Wow. Còn em sao Vinh? Em chui qua. Chui luôn. Rồi em chui luôn. Cái này lăn lê bò lết chui. À, cái món này mới đổi thấy sao? Lăn lê bò lết nhảy. Lết. Lết hả? Ăn không, nhảy hả? Nhảy. Còn cái này đấu sao? Con này đấu con lết luôn hả? Lộn hả? À lộn. À còn bên đây nói sao? Đấu sao con này? Đây là con rắn cuốn cúc. À. Vậy là cuối cùng á là tất cả là đó nè, ở bên đó là lăn lê bò lết chui nhảy bỏ hết.